Trang Trần bất ngờ dính phốt, mượn tiền ăn chơi rồi bỏ trốn ra Mỹ, thực hư ra sao? Cựu người mẫu Trang Trần bị một người dùng mạng xã hội tố lừa gạt, mượn tiền ăn chơi rồi trốn qua Mỹ khiến dân tình xôn xao. Mới đây, trên trang cá nhân, Trang Trần bất ngờ đăng tải bài viết bày tỏ sự bức xúc khi có người tố cô lừa tiền rồi bỏ trốn ra Mỹ. Theo đó, một tài khoản tên TL đã lên tiếng bóc phốt Trang Trần lừa gạt bằng những từ ngữ nặng nề. Liên quan đến sự việc trên, Trang Trần lên tiếng phản hồi. Cựu người mẫu viết, con Trang Khàn mượn tiền ăn chơi cho cố rồi trốn qua Mỹ. Thứ lừa gạt thất đức. Chi tiết dưới phần bình luận nha. Dạ, ai biết chị gái, báo chồng, chị đón về, em tặng chai bổ não. Bên dưới phần bình luận, cựu người mẫu chia sẻ thêm, ôi tôi nghèo khó đi vay, nghiệp nặng, giật nợ. Trước đó, thông tin cựu người mẫu Trang Trần đã đưa con gái là bé Kiến Lửa sang Mỹ định cư cùng ông xã Lui Trần nhận được nhiều sự quan tâm. Từ khi ra nước ngoài, Trang Trần liên tục cập nhật hình ảnh, livestream chia sẻ cuộc sống mới. Chưa đầy 2 tuần sang Mỹ định cư, cựu người mẫu Trang Trần bất ngờ dính phốt mượn tiền rồi bỏ trốn. Sau khi đăng tải, bài viết của Trang Trần ngay lập tức nhận được nhiều sự chú ý và tương tác tích cực. Phần lớn các ý kiến đều ủng hộ cựu người mẫu với những bình luận như chửi chị để kiếm view, em vô thấy dân buôn bán là em biết câu view rồi, tự vu khống người ta giật nợ mới tài, mình cũng ước được trốn như Trang. Cách đó không lâu, Trang Trần đã chia sẻ thông tin về tình hình tài chính của mình. Cô nhấn mạnh rằng mặc dù không có sự hỗ trợ tài chính từ chồng, cô và con gái vẫn có khả năng sống thoải mái tại Mỹ. Ngoài việc kinh doanh quán ăn, người đẹp còn nhiều nguồn thu nhập khác như cho thuê bất động sản và tiết kiệm tiền trong ngân hàng. Cựu người mẫu chia sẻ, ai cũng nhìn thấy quán bún đậu của tôi ngày nào cũng có khách ra vào, chỉ cần thu nhập quán bún đậu thôi là hai mẹ con tôi có thể ở bên Mỹ, rong chơi rồi. Chưa kể còn có tiền bán hàng online khác, còn tiền cho thuê nhà, cho thuê đất, tiền gửi ngân hàng. Thế nên đừng đi hỏi người khác có tiền không mà hãy tự hỏi bản thân có hạnh phúc không. Về chuyện đời tư, Trang Trần và chồng Lưu Y Trần quyết định chung sống và chào đón con gái đầu lòng vào năm 2015. Đến tháng 5 năm 2023, cặp đôi tổ chức lễ cưới với sự hiện diện của gia đình và bạn bè. Trước khi chuyển đến Mỹ, cả hai đã trải qua thời gian sống xa nhau. Doanh nhân Lưu Y Trần thỉnh thoảng trở về Việt Nam để thăm vợ. Hiện cả gia đình họ hạnh phúc vì cuối cùng họ đã được đoàn tụ. Dự kiến Trang Trần sẽ chào đón năm mới đầu tiên tại Mỹ cùng chồng và con gái.